Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Lời đầu video cho Hoa Thời Trang gửi tới tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn mẫu đồ bộ mùa hè cực kỳ mát mẻ luôn ạ. Đây ạ, với tông màu vàng của chúng ta được thiết kế là hình họa tiết nó ô vuông đan chéo, đan xen nhau rất đẹp luôn ạ. Ô vuông màu đen. Đây, mẫu này của chúng ta được thiết kế là cổ tròn lượn sóng hình quả núi luôn nhá, rất đẹp ạ. Mẫu này mặc lên cổ nhìn cổ rất xinh xắn ạ. Đấy. Còn áo của chúng ta là dạng áo eo bằng nhá, eo bằng mặc rất thoải mái dễ chịu ạ. Tay của chúng ta là tay cánh sen đây ạ. Tay cánh sen đây rất đẹp luôn ạ. Đấy, tay của chúng ta dạng tay cánh sen rất ôm tay đẹp ạ. Áo eo của chúng ta có 2 ly ben trước và 2 ly ben sau ạ. Còn quần của chúng ta là thuộc dạng quần ống búp ạ. Đấy, quần ống búp đây ạ, quần ống ôm ấy ạ. Mặc rất thon gọn dễ chịu luôn ạ. Quần của chúng ta là quần chun nên mặc chúng ta mặc ở nhà rất thoải mái. Và được thiết kế là hai túi sườn. Hai túi sườn mình làm rất chi là sâu luôn nhé, nên các bạn rất thuận tiện đút tất cả các thứ, tiền hay chìa khóa hay ví, điện thoại chúng ta đút đều rất là thuận tiện luôn ạ. Mẫu này của chúng ta chất vải là lụa Hàn Châu nhé, có độ co giãn đàn hồi tốt, thấm hút mồ hôi, không bay nhão, không xù lông, không chảy xệ. Mặc rất thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc suốt cả ngày luôn ạ. Các bạn ở gần hãy đến cho mình may đo trực tiếp. Còn các bạn ở xa thì chỉ cần nói chiều cao cân nặng là chúng ta cũng có đồ mặc vừa. Đến với Hoa Thời Trang các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng ạ. Đường kim mũi chỉ cực kỳ sắc nét luôn ạ. Form dáng thì chuẩn chỉ. Nào, còn chần chỉ nữa ạ. Các bạn hãy nhanh tay đi ạ. Hãy chọn cho mình những bộ đồ vừa vặn ưng ý nhất đi ạ. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để được xem những video mẫu mốt mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi kênh của Hoa Thời Trang. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.